Vừa qua, tại chương trình Hoa Trang, ca sĩ Đức Phúc đã phải nhận thử thách là gọi điện thoại cảm ứng cho Đỗ Mỹ Linh Anh nhờ cô đóng lại giai thị nở trong Hết Thương Cạn Nhớ trên sân khấu. Đỗ Mỹ Linh sẽ không còn được biết chương trình đang ghi hình. Đức Phúc lúc đầu hơi ngại nhưng cũng nhấc máy gọi cho Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh vì không lưu số Đức Phúc nên hỏi ai đấy, lập tức bị Đức Phúc nhắc, tôi đã bảo rồi mà hoàn toàn không chịu lưu số tôi ăn đô. Sau khi gọi thăm, Đỗ Mỹ Linh đòi Đức Phúc phải mời mình ăn, đang ăn, vừa đáp máy bay ăn đô Sài Gòn ngừng, hiện nay phải ăn đã. Nhớ mời tôi dụ đấy nhé, giàu lắm rồi. Đức Phúc hứa hẹn ăn rào đón, được 6 triệu gì rồi. Được bao tiền thì chưa biết, nhưng cứ yên tâm là kiểu gì cũng có thể có lời mời với bạn. Tôi sẽ mời bạn một bữa thật no. Nhưng trước hết là có chuyện như vậy này. Tôi sắp diễn ở một sân khấu rất to. Tôi phải tái hiện lại một anh đi cảnh trong. Bạn hoàn toàn có thể lên diễn giúp tôi một anh đi cảnh trong những số đó không? Nghe ngừng lời nhờ giả của Đức Phúc, Đỗ Mỹ Linh thốt lên, tôi phải diễn cái cảnh quỳ quỳ khóc khóc đấy á. Thôi, nhục lắm, không được đâu. Đức Phúc trình bày, bây giờ tái hiện lại chân thực thì phải như vậy chứ. Đầu tiên là hóa trang nhẹ lại cho xấu đi. Một lúc sau đèn tối rồi, bạn đi ăn đô thay đồ lộng lẫy rồi đi ra, phù hợp không? Trong lúc Đức Phúc đang hăng say mời mọc thì tín hiệu bị tắt, Đức Phúc liền nghi Đỗ Mỹ Linh cố tình tắt máy, chắc nó sợ nên tắt máy đấy. Một lúc sau, Đức Phúc gọi lại nhờ giả tiếp thì Đỗ Mỹ Linh than, thôi không làm đâu, hiện nay đi đâu cũng trở nên người ta gọi là con dở kia kìa. Đức Phúc cố nịnh, bạn là thị nở đẹp tuyệt vời nhất trần đời rồi còn gì khác nữa. Đỗ Mỹ Linh vẫn chối từ, đẹp nhất trong những đứa xấu chứ gì. Đức Phúc tiếp tục mời mọc, nói vậy chứ chỉ việc tái hiện như trong, xấu xấu một tí thôi rồi đi ăn đâu chuyển đổi lại là đẹp. Tới lúc này, Đỗ Mỹ Linh mới đòi, có được các xe không? Phải xem các xe ra sao đã. Đức Phúc không hứa hẹn về các xe nhưng hứa sẽ mời Đỗ Mỹ Linh, được rồi, có gì ngừng xui rồi tôi lại mời đi ăn một bữa nữa nhé, hiện nay cái bụng sẽ mở đầu mối quan hệ. Tới đây, Đỗ Mỹ Linh xui xui ăn gỏi, thế hôm nào mời đi ăn, nói đi để tôi còn gỏi ekip của tới xem thế nào. Đức Phúc nói rõ lịch, 25 tháng 10 được không? Đỗ Mỹ Linh vẫn đỏng đảnh ra điều kiện, để xếp lịch đã nhé. Nhưng xấu như vậy ngại lắm, ngại xuất hiện lắm. Chờ đóng cảnh đẹp toàn thể đi thì đỡ ngại. Đức Phúc đành gật đầu anh gọi tiếp, thế cũng được, nhưng mặc lại cái lớn đấy thì có được không? Đỗ Mỹ Linh phản ứng, hơi hở, xem lại đi. Đức Phúc nhường nhịn, được rồi, để tôi tính một bộ phục trang nào vừa kín vừa hở, phù hợp với bạn là được. Sau cuộc gọi này, Đức Phúc phải dội thanh minh cùng chương trình để lấy lại hình ảnh cho Đỗ Mỹ Linh. Tôi an ekip của tớ rất vui khi tuyển Đỗ Mỹ Linh làm dự án công trình này vì cô ấy rất chịu chơi. Đỗ Mỹ Linh từng nói, đã nhận được là sẽ làm tới, làm hết mình. Bởi vậy tôi nghĩ dù xấu cô ấy vẫn làm. Dù mỗi người có nói xấu thế nào, Đỗ Mỹ Linh cũng không quan tâm. Thậm chí khi hóa trang chưa đủ xấu, đủ bẩn, tôi còn ra bôi thêm anh đô mặt Đỗ Mỹ Linh cho bẩn, hoặc bới tóc cho xù lên. Tóm lại là phải rất xấu. Cô ấy vẫn ốm, bình thường. Đây cũng là lần thứ nhất Đỗ Mỹ Linh tham gia đóng một vai diễn nhưng đã chuyên nghiệp như vậy thì chắc những lần sau cô ấy đóng phim sẽ rất chuyên nghiệp.